HD Radio xin kính chào quý khách hàng và các bạn. Trong clip lần này thì Tú sẽ giới thiệu tới quý khách hàng và các bạn một mẫu micro không dây của hãng Esavan với model Z1. Và mẫu micro này hoàn toàn quý khách hàng các bạn có thể sử dụng trên các dòng loa Bluetooth và loa di động, cũng như là có thể kết hợp với các hệ thống dàn âm thanh 5.1 không hỗ trợ echo. Và cụ thể thì mic Esavan Z1 Pro sử dụng như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo tôi để có thể quan sát kỹ hơn về chiếc mic này và nguyên tắc hoạt động cũng như là các khắc phục xử lý một số các vấn đề khi sử dụng với micro Esavan Z1 Pro nha. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là nguyên hộp của mẫu mic Esavan Z1 Pro. Ngay bây giờ thì Tú sẽ mở hộp để chúng ta có thể thấy phần phụ kiện của bên trong. Và ngay sau khi mở hộp ra, chúng ta sẽ có thể thấy là hãng đã cung cấp cho chúng ta một cái tờ giới thiệu về cái mẫu mic này. Điểm qua nhanh về một số các tính năng thì cái thông số kỹ thuật là cái đáng lưu ý nhất. Các bạn có thể thấy thì cái phần thông số ở đây hãng cũng đã đưa ra là với cái phần giải tần đáp ứng thì sẽ có thể hoạt động từ 600 cho đến 900 MHz trên băng tần FM. Và mic sẽ đáp ứng giải tần số chất âm từ 50Hz cho đến 15kHz. Theo Tú đánh giá ở cái phần đánh giá này thì cái chất âm cũng đã đủ đảm bảo để có thể giữ được cái tiếng trầm, tiếng trung và tiếng cao cho tiếng mic của các bạn đủ ấm, trong và sáng. Cái ratio là phần độ nhạy thì sẽ là 72dB các bạn nhé. Ngoài ra thì cái mic này sẽ có thể hoạt động từ âm 10 độ C cho đến cao nhất là 50 độ C. Sẽ làm việc trong khoảng 3V. Cái mic sẽ hoạt động trong khoảng 3V và khoảng cách sử dụng là 20m. Bên lề nữa thì Tú được biết là mỗi cái tai mic này nó sẽ đáp ứng được cái phần tần số là mỗi mic, tai mic sẽ đáp ứng từ 00 cho đến 50, tức là khoảng 100 tần số cho hai mic và mỗi mic sẽ đáp ứng được 50 tần số, 50 kênh. Quay lại chủ đề chính thì chúng ta sẽ xem về cái phần phụ kiện. Phần phụ kiện thì chúng ta sẽ đi những cái lượng chính trước. Và hiện tại với cái phiên bản Esavan Z1 Pro này thì hiện tại trên thị trường đang có hai màu các bạn nhé. Một là màu vàng, còn hai là màu dạng màu ghi. Còn đây hiện tại Tú đang review cho các bạn là màu vàng. Và chúng ta sẽ có hai tai mic như vậy. Hai cái các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái đầu thu. Đó, cái đầu nhận này. Cái đầu nhận thì sẽ có tác dụng là cung cấp cái phần bắt sóng giữa tai mic và cái đầu nhận này. Cái đầu nhận này sẽ tiếp tục cắm vào cái phần hệ thống của các bạn và đưa cái phần tiếng nói của chúng ta đến hệ thống. Quý vị các bạn cũng sẽ được có kèm luôn 4 viên pin. Tuy nhiên pin ở đây chỉ là pin dùng một lần. Quý vị các bạn nên sử dụng pin sạc để cho cái việc chủ động chúng ta đem đi du lịch, đi chơi cho nó thuận tiện. Hãng cũng đã chuẩn bị cho chúng ta thêm cái cục pin rất là to. Và pin này thì sẽ cắm cho cái bộ nhận này các bạn nhé. Đó, hai cái này sẽ cắm với nhau. Và pin này là pin sạc các bạn nhé. Pin này có thể sạc được trên bộ nhận này. Đấy, còn lát nữa tôi sẽ giới thiệu là nó sẽ sạc như thế nào. Chúng ta sẽ có hai cái chống lăn. Đó, cái chống lăn này thì các bạn có thể là đưa vào cái thân tay mic để chúng ta có thể là cố định khi mà chúng ta đặt xuống bàn. Đó, thì cái mic nó sẽ không bị lăn. Đó, thưa quý các bạn, đấy nó sẽ như vậy. Ok. Và chúng ta sẽ có một cái dây kết nối sạc. Như tôi đã nói lúc nãy thì cái bộ sạc này nó sẽ có thể sạc được. Và cách cắm thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Và cái đầu này sẽ cắm vào một cái củ sạc, như kiểu củ sạc iPhone, điện thoại chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là bất cứ một cái ngõ ra USB nào cấp nguồn được thì cũng có thể sạc được cho cái phần bộ nhận này để có thể sạc pin cho viên pin này ở trong đó. Vâng, phụ kiện thì cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cái tai mic này. Cái tai mic này thì để cho hoạt động thì tất nhiên chúng ta sẽ phải lắp pin rồi. Sau khi lắp pin xong thì chúng ta sẽ thao tác bật nguồn ở đây. Và các bạn có thể thấy là phần bảng đèn LED của tai mic có hiển thị phần báo pin này, đèn báo pin này.
rồi là đèn vạch sóng này và số giải tần số đáp ứng này, ở đây đang là 630,6 MHz và đang hoạt động ở cái CHA tức là kênh A. Về phần bố trí thì các bạn thì thấy ngay cái mặt trước, ngay cái thân mặt trước này, thì cái phần thiết kế của cái tai mic này nó sẽ tiện hơn cho quý vị các bạn có thể sử dụng bằng cách là có thể thay đổi các cái giá trị số ở đây, tăng giảm echo này, rồi tăng giảm cái giải cao cho cái tiếng mic của mình này, tăng giảm cho cái âm trầm và tiếng âm mic của mình này. Đó, còn phần set thì sẽ là cái để chúng ta có thể là tăng giảm về cái âm lượng dành cho cái tai mic này. Các bạn nhớ nhé, dành cho tai mic này và tối đa ở đây là không quá 9. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái nút nguồn ở đây. Cái nút nguồn này thì có thể thao tác đơn giản là giữ chặt khoảng 1 giây là nó sẽ tự động tắt, và có thể là giữ chặt ngược lại để có thể bật lên. Đó, phần nắp mic thì sẽ là xoay, xoay tròn như thế này. Đó, và các bạn sẽ có thể là tháo được cái gen của cái nắp mic này ra. Vâng, và vừa rồi thì Tú có quên mất một cái thiết bị chưa giới thiệu với các bạn ở cái phần lúc mở hộp, thì đó là một cái đầu chuyển từ 6 ly ra 3.5. Và như lúc đầu thì Tú có giới thiệu qua là cái mic này nó sẽ có thể là sử dụng với các cái loa di động. Đó, các cái loa di động các bạn nhé. Còn loa Bluetooth thì hiện tại là vẫn chưa dùng được và sẽ sử dụng các cái mã hàng khác như là Essential Van 18 hoặc là dòng A1 thì sẽ dùng với cái loa Bluetooth, còn loa di động nó khác các bạn nhé. Và đây cái phần chân cắm thì đối với cái phần dàn 5.1 mà các bạn đang có ấy, mà không có hỗ trợ tiếng echo ấy, thì hoàn toàn có thể là cắm thẳng trực tiếp bằng cái này vào thẳng dàn 5.1 có thể hát luôn. Hoặc là các bạn có thể là nếu mà dàn 5.1 các bạn sử dụng cái đầu 3.5 thì chúng ta sẽ dùng cái này để chuyển qua cổng 3.5 và cắm vào sử dụng. Nó sẽ rất là tiện lợi. Và cái mức đầu tư giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn là khi mà các bạn sẽ mua phải một cái bộ mic rời hoặc một cái vang cơ rời để sử dụng, mà giá thành đầu tư nó chỉ khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu một chút thôi. Còn ví dụ như các bạn mua vang rời và mua mic rời thì chắn sẽ phải đầu tư ít nhất từ tầm 3 triệu rưỡi trở lên trên, tùy theo chất lượng sản phẩm. Đó, thì cái phần lợi thế mà sử dụng cái Essential Van Z1 Pro nó sẽ có phần sử dụng cái dàn 5.1 mà các bạn đang dùng, các cái dàn home theater các bạn nhé. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ kết nối với cả một cái mẫu loa di động để chúng ta có thể là trải nghiệm cái chất âm của cái micro Action Van Z1 Pro này. Và tôi sẽ có cái phần hướng dẫn thêm về phần mục kỹ thuật cho các bạn trong trường hợp nếu mà sử dụng sai cái giải tần số trong quá trình sử dụng, cách khắc phục nó sẽ như nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử cắm đấu nối trên hệ thống trước đã. Xin mời các bạn. Vâng, thưa quý vị và bạn, và mẫu sản phẩm này Tú thử chiếc mic thần thánh Action Van Z1 Pro, đó là mẫu Bose S1 Pro, cũng Pro luôn các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng trên các cái dòng loa di động như của JBL, như là dòng PatiBox 100, PatiBox 300, PatiBox 1000 hay là JBL Compact, và một số các hệ thống dàn âm thanh 5.1, các dàn home theater đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối cái phần đầu thu mic với chiếc loa này. Mẫu loa này thì hiện tại là theo cái phần hiệu ứng thì không có chế độ echo, chỉ có chế độ reverb thôi các bạn. Và tôi sẽ dùng cái đầu nhận của cái Action Van S1 Pro. Đầu tiên các bạn sẽ cho phần pin vào trước. Sau đó chúng ta sẽ bật công tắc on lên. Các bạn có thể thấy cái bộ nhận này nó sẽ hoạt động. Và chúng ta sẽ cắm cái phần chuôi mic vào khe cắm mic của cái loa chúng ta dùng, và chúng ta sẽ sử dụng một cái micro hoặc hai cũng được, và các bạn sẽ lắp pin. Đó, lắp pin vào, các bạn sẽ lắp pin và cố định lại bình thường thôi. Các bạn sẽ thao tác bấm bật lên. Đó, mic đã hoạt động và chúng ta đơn giản là sẽ bật cái volume của cái kênh mic lên. Chúng ta sẽ bật cái volume của kênh mic lên và chúng ta sử dụng. Lên 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, và khi mà chúng ta đã bắt đầu sử dụng rồi thì đơn giản là các bạn sẽ chỉ việc hiệu chỉnh những cái phần thông số trên này.
chúng ta muốn nhiều vang thì chúng ta sẽ tăng lên tối đa là 5 các bạn nhé. Mặc định của mic sẽ là 0, chúng ta sẽ tăng lên 4 hoặc 5 gì đó để cho cái hiệu ứng echo nó được rõ rệt hơn. Ngoài ra thì ví dụ như là các bạn là nữ hát cái giọng cao nhiều, đấy, đa phần là giọng cao, thì chúng ta sẽ giảm cái dải chép đi. Đấy, bình thường là 0 thì các bạn cũng chỉ tăng cho mình khoảng tầm 5-6 thôi. Đấy, thứ nhất là chống hú rít, thứ hai nữa là nó không bị chói mic khi mà sử dụng cái dải cao này quá. Đấy, tuy nhiên thì với giọng của Tú thì nó hơi trầm nên là Tú sẽ tăng gần như tối đa để cho cái tiếng mic nó sẽ được sáng hơn. Ngoài ra nữa là nếu mà như vừa nói thì tiếng mic, do là nếu mà ai giọng trầm thì các bạn sẽ tăng giảm cái phần âm bass này đi để giảm cái tiếng trầm của mic xuống, tránh nói là khi nó nói ra loa nó bị ù, nghe nó rất là khó chịu mà lại không rõ cái tiếng mà các bạn hát, thì chúng ta sẽ giảm cái phần bass này đi làm sao cho nó ở cái mức phù hợp là được. Còn phần volume thì tùy theo cái thiết bị của các bạn. Ví dụ thiết bị của các bạn mà cái phần volume khuếch đại của cái thiết bị nó không được lớn thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái phần âm lượng decibel đẩy lên lớn nhất có thể, ở đây tối đa là 9. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử một bài hát để có thể kiểm nghiệm về cái phần chất âm của Micro X7 Z1 Pro các bạn nhé. Xin mời. Và vừa rồi thì chúng ta đã được cùng nhau trải nghiệm qua về mẫu sản phẩm micro không dây Z1 Pro của hãng X7. Quý khách hàng và các bạn có thể để lại số điện thoại cũng như comment ở phần phía dưới clip để cho HD Radio có thể trả lời và tư vấn cho quý vị và các bạn. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đến trải nghiệm thực tế tại các showroom ở chi nhánh miền Nam và miền Bắc của chúng tôi. Quý khách hàng và các bạn cũng đừng quên bấm chuông và subscribe cho kênh của HD Radio để có thể nhận được những video clip mới nhất và những chương trình khuyến mại sắp tới. Còn bây giờ thì Tú xin được kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn trong các clip mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.